Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, nếu mà có ai đấy hỏi tôi cái bộ nào là cái bộ mạnh nhất ở trong cái meta này, tôi xin thưa rằng nó chính là cái bộ đỏ. Bộ đỏ ở đây nó không phải là bộ kiếp len, mà bộ đỏ ở đây nó chính là cái bộ số đỏ. Vâng, thưa các anh em, bộ số đỏ nha anh em nhá. Meta này đúng là meta hắc ám luôn. Tại sao lại là cái bộ số đỏ? Tại sao tôi lại nói nó là meta hắc ám? Đấy là bởi vì là meta hiện tại, ở cái thời điểm hiện tại, nó xoay quanh cái sự may mắn. Đấy, cái sự may mắn nó xoay quanh là cái gì? Là cái việc là ra gấu hay không. Và chúng ta, những cái con tướng mạnh nhất nó cũng xoay quanh những cái con gấu anh em ạ. Đó, nên là chúng ta nếu mà ra được con gấu sớm thì chúng ta vô địch. Đó chính là cái tóm tắt về cái meta này anh em nhá. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Đấy, như clip ngày hôm trước anh em cũng thấy là Meteorite kết hợp với cả Warlock rất mạnh. Đấy. Và cái trận đấy thì nói thật với anh em là cũng là hơi bị đen, là nó không ra cái con gấu tổ đấy. Chứ còn nếu mà nó ra con gấu tổ thì anh em biết cái sức mạnh nó mạnh thì cỡ như nào. Đấy, nên là hôm nay nhá, chúng ta sẽ tiếp tục với cái bộ Meteorite. Và tôi sẽ cố gắng tôi câu ra con gấu tổ. Đó. Nhưng mà trước khi ra cái con gấu tổ ấy thì cũng xin phép là được ra cái con gấu đủ cả đã. Bây giờ chưa ra con gấu đủ nào. Đấy, cần phải ra cái con gấu đủ. Meta này thì thấy có nhiều anh em bảo là găng tay Kira là có một sự thay đổi khá là mạnh để giúp chúng ta có thể chơi được cái bộ Assassin. Thì cái đấy thì tôi sẽ chơi sau. Đấy, hôm nay tôi sẽ vẫn chơi cái bộ mà tôi cho là nó là mạnh nhất thôi. Ok. Đầu game à, đầu game cho tử thần. Ok, lấy vào chơi đã. Chúng ta xếp những cái bài là mạnh nhất có thể có để có thể đánh cái chiến thắng đó, lấy cái chiến thắng đầu game. Nếu mà có cái chiến thắng đầu game thì có thể là chúng ta sẽ up cấp, còn nếu mà không thì thôi. Trong cái bộ truyền thuyết này, nó có cái con mèo 5 đô là có thể là sẽ có người đánh Saman. Đấy. Và chúng ta cũng có thể đánh Saman. Nhưng mà thường ấy, nếu mà có con mèo 5 đô đấy thì chọn luôn Warlock để counter vào Saman luôn. Lên game đỡ phải suy nghĩ nhiều. Warlock kết hợp với Meteorite thì nó thực sự là nó rất là mạnh luôn. Trong cái meta mới. Đó, thậm chí là cái bộ đấy nó không ngán như cái bộ counter như là cái bộ beat luôn. Bộ beat chỉ ăn được giữa game thôi, chứ còn cuối game thì không thể ăn được đâu. Trận này vớ vẩn Echo này. Ok. Bởi vì cái round đầu tiên tôi thua nên là cái round này tôi cũng sẽ chưa up cấp vội. Đánh từ tốn thôi. Để xem nào. À, đối thủ đã có hai người ra gấu rồi, ba người ra gấu rồi, ba người câu gấu rồi. Không biết là có câu gấu không, nhưng mà meta này tôi đảm bảo với anh em luôn là tranh nhau câu con gấu ra. Đấy, tranh nhau câu gấu luôn. Thằng này còn hai con tử thần mạnh ấy, thôi kết hợp được với cả Havoc rồi, bổ rất đau luôn. Tôi sẽ chưa có bỏ bài ra vội bởi vì là chúng ta eco nhưng mà chúng ta chưa có hai con eco nên là tôi vẫn cứ để vào trong thôi. Bao giờ có hai con eco thì tôi sẽ bỏ hết bài ra. Đây là cấu này, cấu thôi. Nếu mà cái con gấu này thì tôi bỏ bài ra vậy, bán bài đi cho đủ 10 tiền ra này. Bây giờ thì không có cái lượng đam để có thể là giữ máu được. Nên là chắc là tôi sẽ bỏ hết bài ra thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ để một mình con gấu ở đây. Hy vọng là nó sẽ ra gấu. Bây giờ cái cơ chế câu gấu nó khác ngày trước anh em ạ. Tôi không biết. Bây giờ tôi mới biết á. Đấy, có vẻ một vài trận sau đó đọc lại thì tôi mới biết được là
Hóa ra là bây giờ ấy, hai gấu ấy, thì là nó sẽ ra, nó sẽ câu được bất cứ con gấu nào. Đấy, một gấu thì cũng thế. Một gấu thì tỷ lệ là 20%, hai gấu thì tỷ lệ là 30%. Đấy, nhưng mà bốn gấu thì nó lại khác hoàn toàn luôn. Bốn gấu thì chỉ có những cái con gấu ở trên bàn ấy, để ở trên phía dưới bàn cờ thì nó mới có thôi anh em ạ. Chứ còn những cái con gấu mà để ở dưới hàng chờ này, hoặc là những cái con gấu mà chúng ta chưa câu ra được ấy, là chúng ta sẽ không câu ra được đâu nếu mà chúng ta để bốn gấu. Đó, nếu mà kích hoạt bốn gấu thì bắt buộc là chúng ta sẽ không ra được những cái con gấu mà chúng ta chưa có. Chúng ta chỉ ra được những cái con gấu mà chúng ta có rồi thôi. Đấy, và nó lại còn phải bắt buộc là nó phải có ở trên bàn cờ. Chứ nó nếu mà nó để ở dưới hàng chờ thì là không câu được. Đó, phải lưu ý cái điều đấy. Với anh em mà mới vào meta mà chưa chơi gấu thì cũng chưa biết được đâu. Thì cũng xin lưu ý với các anh em nhá. Đấy, còn nếu mà để mà câu được cái con gấu mà anh em chưa có thì anh em bắt buộc là chỉ để có hai con thôi, hoặc là ba con, à hoặc là một con, ba con thì cũng thế. Nhưng mà cái tỷ lệ hai con với một con thì nó khác nhau 10%. Chuyện này lại ra nhiều mét nhá. Thế thôi, hay là lại chơi mét nhỉ? Có chơi Warlock nữa không? Bán bố đi. Trận này ra Thunder uy tín luôn này, ra Thunder sớm. Trận này có rớt nhá, có rớt là chơi 6m, kết hợp với cả gấu ngon luôn, câu ra con gấu mét chơi. Rồi. Để tôi bán đi cho nó tròn tiền anh em ạ. Kể cả là Warlock thì chúng ta chuyển sau cũng được, cũng chả phải vội đâu. Còn Ác Mộng thì cũng chả cần phải mua sớm làm cái gì cả. Cái bộ này xoay quanh Metalith thôi, cái mấy cái con Warlock là chỉ là phụ họa, gọi là kích hệ thôi, chứ nó cũng chả có đóng vai trò nhiều. Chỉ trừ khi là chúng ta chơi gót thì chúng ta mới cần cái con Ác Mộng mua vào để lên Ác Mộng 2 sao. Chứ còn nếu mà chơi xác định chơi Metalith thì thôi, cứ bán đi đã. Tí nữa kiếm 6 Warlock vào là được mà. Chuyện này thì có Ngộ Không thì chắc là tôi cũng sẽ Metalith thôi. Đấy rồi. Đấy, cái con cân phải câu ra nó chính là cái con gấu tổ thì nó ra rồi này. Ok. Thế này bỏ bài vào đánh được luôn đấy anh em ạ. Thế này bỏ bài vào đánh luôn, chả có con Eco thôi, bỏ bài vào đánh luôn. Giữ máu. Tôi nghĩ là giữ máu đi. Cho vào. Dồn đồ cho gấu tổ đấy. Cái con này bây giờ nó mạnh lắm anh em ạ. Đã không câu được ra thôi, nhưng mà câu ra được thì yên tâm luôn. Cứ bỏ vào bài vào đánh là ok, không cần phải eco nữa. Mạnh lắm. Ra một sao đã khỏe lắm rồi ý. Và tôi không hiểu tại sao mà nhà phát hành có vẻ như là nó bắp hơi quá tay ý. Thề mỗi lần mà update xong là y như rằng là có một cái con gì đấy quá imba, quá mạnh. À, gặp thằng này ăn được không? Level 6 già già nhá. Ui vãi đài á. Ui ăn được luôn không? Ui giời ơi, mạnh thế. Trời ơi. Thật sự như thế luôn. Cái quả đấy con già nó đấm một phát là chết rồi. Nhưng ai ngờ chắc cái quả đấy là lổ Betalith. Một phát lổ chết luôn nó già. Khỏe thật sự. Mà con gấu này nha, cái con gấu tổ bây giờ nó chỉ có 2 tiền thôi. Đó, cái đáng sợ ở cái chỗ là cái skill của nó rất mạnh mà nó chỉ có 2 tiền. Điều đấy nó có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là nó sẽ không sợ Doom. Kể cả là chơi 5 dòng 9m mà kẹp Doom vào ấy, nó cũng chả giờ nó Doom trúng con gấu tổ luôn. Nó chỉ có 2 tiền thôi mà, tức là nó bằng cái con gấu đù. Gấu đù vớ vẩn lên 3 sao thì là có khi Doom vào gấu đù chứ chả Doom vào gấu tổ đâu. Kể cả là con gấu tổ với con gấu đù lên cùng là lên 2, lên 3 sao thì cũng chưa chắc đã đùm được vào con gấu tổ. Quá mạnh luôn. Cái skill của nó đã mạnh rồi ấy. Nó đã mạnh nhưng nó còn lé đòn xong nó lại còn gì? Nó lại còn cooldown, nó lại còn ngắn nữa chứ. Cooldown của nó rất là ngắn luôn. Đây rồi, đủ bộ 4 gấu rồi này. Và hiện tại ở đây là tôi đã có cái con gấu tổ rồi. Nhưng mà tôi cần lại là cần cái con gấu mết nữa anh em ạ. Bây giờ gấu Saman này thì cũng chưa phải cái con mà tôi cần. Bây giờ mà nếu mà để 4 gấu ấy
Thì có một cái đấy chính là chúng ta sẽ không lấy được cái con gấu mết. Tôi sẽ lấy cái ngọc giảm hồi chiêu anh em nhá. Cái hút máu tôi nghĩ là cũng chả cần đâu. Dồn đam thôi. Chơi dồn đam chứ không chơi đánh nhây. Chúng ta chơi mết, chúng ta chơi dồn đam thôi anh em ạ. Không có nhây để mà đánh cái kiểu hút máu, hút miếc các thứ làm gì. Tí nữa nếu mà cần hút máu thì chuyển sang Warlock sau. Đấy, ôi, câu ra gấu này. Đấy, câu ra hai con đó. Cái con gấu mết, cái con cần. Tôi cần thì không ra, đối thủ ra rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn cần cái con gấu tổ lên 2 sao trước. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ cho 4 gấu vào đã. Câu như cái con gấu ở trên bàn cờ lên 2 sao đã. Gấu Saman lên 2 sao, gấu tổ lên 2 sao. Sau đó thì chúng ta có thể bỏ ra chúng ta câu gấu mết cũng được. Câu sau nó không ra thì phải chịu thôi. Nhưng mà bây giờ cái việc cần nó chính là ra gấu tổ lên 2 sao. Nếu mà bây giờ tôi để như này ấy, thì cái tỷ lệ nó sẽ là 30% cho 3 con gấu ở trên bàn cờ. Đấy, tức là chắc chắn nó sẽ ra, nó chỉ có 3 con này thôi. Mà nó sẽ không ra những con linh tinh, không ra gấu xin nữa. Nó sẽ không ra gấu mết nữa. Cái tỷ lệ mà ra gấu tổ lên 2 sao nó sẽ dễ hơn. Ăn được không? Phải hơi to nhá, hai con mèo. Ui, anh em nhìn kìa. Vẫn cứ là gánh luôn ạ. À. Thật sự thế luôn. Quá khỏe. 3k đam. 3k đam dành cho con gấu tổ. Trận này khả năng cao là nếu mà chúng ta ra Saman như này này. Thì có thể là tôi sẽ chơi Saman kết hợp với cả 4 Metalist. Trận này có mèo 5 đô thì chơi được nha anh em nhá. 6 Saman kết hợp với cả 4 Metalist cực kỳ mạnh. Tất nhiên là nếu mà nói so với cái độ mạnh với cái bộ Warlock thì tôi nghĩ là nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà nếu mà nó không phải đấm nhau với Warlock thì nó vẫn sẽ là khỏe luôn. Xem nếu mà ra Saman nhiều khả năng là vẫn sẽ chơi. Ui này to này. Ăn nổi không? Thằng này to lắm. Chắc không ăn được. Khó. Quá nhiều 2 sao. Và cũng có bộ gấu nữa. Khó nha. Quả này mà cắt được chuối thì ngon. Đấy, nó bắt đầu ra những con gấu trên bàn cờ này. Quá tuyệt vời. Còn một cái con gấu tổ thôi. Cái thằng có chuôi kia tôi nghĩ là sẽ phải đợi nếu mà nó có giữ chuôi đến sau round 20 thì chúng ta mới cắt chuôi được. Chứ còn cái tầm này không cắt được đâu anh em. Bây giờ vẫn phải ưu tiên là câu gấu. Tầm này chỉ câu gấu thôi. Tầm này không đánh được chuỗi thắng đâu. Đến lúc mà câu ra con gấu tổ 2 sao thì yên tâm luôn là đánh chuỗi thắng luôn. Chấp nhận hy sinh khổ trước sướng sau anh em ạ. Mà tôi vẫn còn một cái nữa đấy chính là phải câu ra con gấu mết để chơi đấy. Nếu mà câu được ra con gấu mết thì tôi sẽ đánh là đánh cái bộ mết và sẽ cố gắng lên level 11. Lên level 11 là chúng ta sẽ có là gì? 9 mết kẹp 4 metalit à? Level 12 mới được. Level 12 9 mết kẹp 4 metalit đúng không? Có đúng không nhỉ? Không đủ, chỉ được 2 thôi. 2 metalit thôi. 9 mết 2 metalit. 9 mét đã là 10 con rồi đúng không? 2 metalit. 9 mét là 9 con. Nếu mà hàng riu. Nhưng mà 9 con cộng thêm 3 slot thì vẫn không đủ. Ok. Rồi, tạm thời vào lấy quyển sách đã này. 3 gấu rồi. 3 gấu để có cái cơ hội ra con gấu mét. Rồi, ra con gấu mét thì ấm luôn. Đánh kiểu này đúng kiểu trông chờ sự may mắn ấy. Đúng không, meta này kiểu thế đấy anh em ạ. Cứ ra là một cái con gấu là bất cứ con gấu nào lên được 2 sao thì là ấm luôn. Kể cả là gấu Saman nhá. Gấu Saman lên được 2 sao thì cũng khỏe. Nhưng mà mạnh nhất thì vẫn là con gấu gấu tổ đấy anh em. Gấu tổ bây giờ là mạnh nhất. Sau đó đến gấu Assassin. Với cái sự được bắp của cái món đồ Kira.
Gấu Assassin mà kết hợp với cả Kira, sau đó kẹp với cả 9 xin thì cực kỳ khỏe luôn. Ui, game tôi đây phải không nhỉ? Ừ, tôi đây, tôi đây. À, thảo nào, ông này ông cứ sang soi tôi. Găng tay Kira này. Nhưng mà chắc là thôi, lấy cái gương đi. Găng tay Kira thì có làm gì đâu, bộ này đâu có dùng cái găng tay Kira. Cầu cầu tiếp, lên 8, kẹp 3 mét vào, có thêm cái human nữa để kiếm sách, lên 11. Cố gắng làm nào lên được 11. Ba gấu cũng 3 mét nhưng mà cực khỏe. Ok, để trả lời anh em kia. Ăn được thằng này không? Phòng vũ 2 này. Dã man. Ui, ăn được luôn. Khỏe thật sự luôn. Anh em nhìn kìa. Vãi đái. Cái con gấu tổ ấy nó gây được 4k đam. Nó lướt 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 lướt. Một sao khỏe thật sự luôn ấy. Chưa rõ sức mạnh của con này nó mạnh cái kiểu gì. Nhưng mà nó cái lượng đam gây ra, chúng ta nhìn cái bảng thống kê ấy, thực sự rất là lỗi luôn ấy. Cái lướt của nó hình như có AOE hay sao ấy nhỉ? Ui, có làm clip không anh? Có chứ bạn. Đang làm clip đây. Đang làm clip beta mới. Dã man thật, khỏe thật sự ấy. Thề. Xem nào, chuyện này có Clyde nhá. Hai thằng Clyde luôn. Còn lại chơi chỉ có chơi mết, chơi gấu này. Chơi gấu khá nhiều nhá. Còn một thằng chơi Warrior thì phải. Trông giống như Warrior, không biết có phải không. Warrior trận này có Lancer. Có Lancer chống mết á. Chúng ta chơi mết phải cẩn thận thằng Lancer. Thằng nào mà có Lancer sớm mà ra Lancer kẹp với cả 4 cá thì cũng hơi khó, khoai phết ấy. May mà trận này có Metalith. Metalith thì lại không sợ kháng phép lắm. Cũng được. Trận này nếu mà chúng ta chơi theo kiểu mết kẹp với cả Metalith thì chắc là chỉ 6 mết thôi. 6 mết kẹp 4 Metalith thôi. Còn lại thì có thể thừa đây, thừa 3 slot thì có thể là cho thêm khống chế vào. Có thêm slot khống chế vào. Ui, anh em nhìn kìa. Vãi đái luôn. Con gấu nó vào lướt lướt mấy cái chết mẹ hết rồi. Và cái con này ấy, anh em có nhận thấy là cái con gấu này ấy. Ui, Saman này. Mà bán mất rồi. Bán sự tôm Saman đi rồi. Anh em có nhận thấy cái con gấu này nó vào nó tung trưởng xong nó cooldown rất nhanh luôn. Gần như là cái trưởng của nó tung liên tục ấy. Hai tiền quá ngon cho tổng giá anh em ạ. Cái meta trước thì cái con thần chết với giá 2 tiền nó cực kỳ bá đạo. Mà sang meta này tôi thấy cái con gấu này nó mới thực sự là bá đạo này. So với những cái meta trước, những cái con tướng trước không là gì hết. Kể cả con súng ở trong meta Hunter ngày trước, cách đây khoảng 1 tháng thì cái con súng trong meta Hunter nó cũng không mạnh đến cỡ như này. Nó cũng không thể mạnh đến cái cỡ như thế này được. Sau đấy là đến cái con tử thần thì nó cũng không thể mạnh đến cái cỡ như này được. Này nó mạnh quá đáng rồi. Con tử thần một sao làm gì mạnh được như thế này, đúng không? Tử thần cũng 2 tiền một sao. Mà tôi đánh giá con tử thần ngon trong tầm giá đấy nhá. Anh em nhìn này. Ui mẹ ơi, hai con gấu thay nhau đấm. Ăn được thằng này nữa thì nó lại hơi điêu. Không ăn được thì nó mới đúng, chứ còn ăn được thì nó lại xài lắm luôn. Toàn một sao mà đòi ăn full dàn 2 sao của đối thủ, không thể là một người tả được. Ok. Đây rồi, ui dồi ôi, bây giờ ra trước một round có khi tôi ăn được cái chuôi kia đấy. Đen thật. Ok. Lấy mết vào nha anh em nhá, lấy những cái con mết vào. Trở lại có lên chơi rồng không nhỉ? Tự nhiên lại có ý tưởng là chơi rồng, nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng không lên chơi rồng.
Chứ lại thôi, 9 mét thôi anh em ạ, 9 mét thôi. Không có slot chơi rồng đâu, thôi 9 mét kẹp với cả... À 6 mét thôi, chả cần 9 mét. 9 mét thì thử nghiệm thôi. Tí nữa thử một tí kẹp với con gấu tổ với 9 mét xem nó mạnh đến cỡ như nào. Sau đó thì có thể là chúng ta sẽ chuyển sang 6 mét. 6 mét tôi nghĩ là hợp lý đấy. Dù sao chúng ta cũng phải có cái bộ Metalist để chống mấy cái thằng Clyde nữa. Ủi vậy là lên 2 sao rồi anh em ạ. Gấu tổ lên 2 sao quá mạnh rồi. Cái lượng đam nó gây ra nó phải nói cực khủng. Có lên lui con gấu tổ lên 3 sao không nhỉ? Nếu mà cứ để như này thì sớm muộn gì nó sẽ lên 3 sao thôi. Chúng ta nếu mà để 4 gấu chắc chắn là lên 3 sao. Bây giờ nếu mà cho tôi gặp lại thằng Clyde top 1 kia chắc là tôi cắt chuỗi được đấy. Lên level 10 hy vọng sẽ có một con Metalist nữa cho tôi. Mà thực ra là ở 9 cũng có thể chơi được rồi. Ở 9 bây giờ ra con Metalist tôi sẽ thay cho cái con Zipper, sao Ripper vứt thôi. Sớm muộn gì thì cũng bỏ ra ngoài. Nếu mà trận này không chơi Warlock thì sẽ bỏ đâu. Để xem đã. Nếu mà chúng ta lên được level 11 thì tôi nghĩ là tôi sẽ không chơi Warlock đâu. Lên level 11 có nhiều trò hay hơn. Ví dụ như là 9m chả. 9m kết hợp với gấu. Lại ra gấu đủ này. Nhận ma thuật được. Rèn cái máu Echo đâu. Đao này chắc tôi rèn cái máu Echo. Kiếm thêm những cái đồ bắn trưởng vào. Trận này ra rồng thôi tôi không chơi đâu anh em ạ. Kiếm thêm mấy cái đồ tăng mana, mấy cái đồ bắn trưởng, tăng sức mạnh, tấn công, phép thuật ấy. Bỏ này đi. Trên này tôi sẽ kích Wizard bằng cái con Rubik. Bởi vì tí nữa sẽ có cái con Zerg ấy. Đấy, cơ hội để chúng ta có thể là kích hoạt cái bộ gót nữa. Nhưng mà tôi sẽ không có pick cái con cá vào nha anh em nhá. Đấy, còn cái con Saldivo này thì nó rất là phù hợp với cái bộ mết. Tăng mana nhanh, giảm skill, giảm cooldown, rất là hay. Khỏe sự từ lấy giờ nó gánh tôi toàn thắng thôi anh em ạ. Khi mà ra cái con gấu tổ lên 2 sao là gần như là tôi không phải làm gì cả. Tôi cứ để nguyên cái đội hình này tôi lên 10 thôi. Rất khỏe. Thậm chí là nó còn chưa đứng ở trong một cái bộ nào nó ra hồn nhá. Nó vẫn chỉ là đang là 3 mét thôi. Kết hợp với cả 3 mét thôi. Để cố gắng kiếm mấy cái cửa sách. Anh em nhìn nó bá đạo không này. Ui mẹ ơi, nó gây ra 4k đam à. Nhưng mà chắc là thua. Ok không? Chưa chắc. Nhìn này. Ui vậy đái ạ. Ui. Thật sự là quá là kinh khủng luôn. Thề. 7k đam dành cho con gấu. Một con gấu 2 tiền lên 2 sao. Hàng 2 tiền 2 sao mà mạnh thật sự. Quá lỗi luôn. Thật sự là im ba. Tôi nghĩ là thôi chết rồi. Kiểu này trong rank lát rank luôn. Đúng là meta hắc ám anh em ạ. Vào trong rank chắc 8 ông chơi gấu mất. Nếu mà cái sức mạnh của con này mà nó không giảm đi sớm thì sẽ có cái ngày nó sẽ như thế. Và trong game sẽ có 8 người cùng câu gấu. Và nếu mà ra gấu tổ, ai mà ra gấu tổ trước ấy, thì người đấy sẽ giành chiến thắng đấy. Cứ ra gấu tổ trước là yên tâm là kẹp 4 gấu vào rồi. Đấy. Còn cái ông nào mà chưa ra gấu tổ thì vẫn phải kẹp 3 gấu để mà, 2 gấu thôi để mà câu ra gấu tổ.
cái sự khác biệt là rất lớn nhá, cho người ra sớm và người không ra. Lên 10 là 6 mét ấy. Chúng ta lên 10 chúng ta sẽ có 6 mét. 6 mét. Sắp tới đây là tôi nghĩ là tôi sẽ giữ đến cái round 27 tôi mới lên 10. 27 lên 10 chúng ta sẽ lên 11 luôn. Đấy, hy vọng sẽ có những cái chiến thắng để kiếm được những cái quyển sách cuối cùng. Hiện tại là tôi còn thiếu có 4 quyển thôi. Chỉ còn 4 quyển sách nữa. Cố lên nào. Hoặc là có thể là chỉ cần 3 quyển thôi là được rồi. Lên 27 mà lên 10 chỉ cần 3 quyển thôi là chúng ta đủ có thể lên 11. Chỉ cần 11 quyển thôi mà, tổng là 11 quyển thôi. Với một cái lần up up cái level là chúng ta ăn gian một chút. Chúng ta sẽ up ở cái round 27. Nếu mà up round 29 thì sẽ phải có là 12 quyển, nhưng mà up round 27 chúng ta chỉ mất có 11 quyển thôi. Thằng này chắc chắn là Warrior rồi, nhìn rất giống. Khỏe quá đi mất rồi. Ui anh em nhìn con gấu à. Gây ra 7k đam luôn. Cộng với con Thunder nó là 10.000. 10.000 đam. Mà đây là giai đoạn giữa game chưa phải cuối game đâu. Cái giai đoạn cuối game thì con này chắc phải 20-30k đam. Quá dã man anh em ạ, từ khi ra con gấu tổ bây giờ ta đã có chuỗi rồi. Thực sự là quá mạnh. Chuyện này tôi còn lấy đồ nó là gọi là full công luôn ấy. Chưa lấy tí đồ thủ nào. Chứ còn cái con gấu tổ này mà nó lấy đồ thủ kẹp với cả 6 lock thì nó cũng rất là bá đạo luôn nhá. Kiểu lấy mấy cái kiểu đồ như kiểu vương miệng này, hay là giáp xoay này, cực kỳ khỏe. Nhưng mà thực ra là cái con này nó cũng, tôi nghĩ là lấy cái vương miệng với cái giáp xoay ấy, thực ra nó cũng không ok lắm. Bởi vì bây giờ cái con này nó bay loạn xì gậu lên, nó cũng không có cố định để có thể đấm đấm vào nó để có thể là kích hoạt cái việc xoay giáp. Hay là như là cái vương miệng thế nó cứ nhảy linh tinh ấy, nhưng mà 2 giây nó mới lổ một lần nên là nó cũng không ok lắm. Mà cái con này mà ví dụ như là búa xét với cả những cái món đồ mà nó giảm cooldown này thì ngon. Sát thương, gây sát thương mạnh thì nó ok hơn. Thôi tôi lại lấy cái nhẫn thôi. Cứ full sát thương mà phang thôi anh em ạ. Tôi chơi 6m lại full sát thương luôn, chứ còn không có củ nhây làm gì cả. Một phát là tung trưởng, phát là chết luôn. Với mấy cái thằng Clyde ấy, thì có thể là chúng ta vào trong trận đấu lúc mà mới mở đầu nó bật giáp lên thì khả năng gây đam là rất thấp. Trong cái bộ này thì có thể là late game nếu mà gặp Clyde tôi sẽ chuyển nha anh em nhé. Chuyển sang là Warlock. Đấy, còn nếu mà Clyde mà không sống đến late game thì thôi cứ để thế này là mạnh rồi. Hai cái nhẫn, một cái gậy, tăng sát thương. Rất khỏe, tăng gần 100% đam rồi gì đã. Chưa tính đến cái bộ mết nữa. Bộ mết thì nó giảm sát thương, giảm sức kháng phép của đối thủ, gây lượng đam là rất lớn. Ủa, anh em nhìn cả con gấu tổ của đối thủ. Nhưng mà kẹp ở đây là kẹp gì? Kẹp ở đây là nó kẹp cái bộ Goblin. Ôi, ra ở trượng hiến tế luôn này. Ok, thôi được rồi, chúng ta có thể lên 11 được rồi đấy. Quá ok anh em ạ. 6m. Thừa một con mét đây này. Như này ok hơn. Rồi, trượng hiến tế. Quá ok. Con gấu bây giờ vào tung trưởng luôn đấy. Hay là như này. Như này đi. Đang mạnh mà. Sao không phải là 6 human nhỉ? 6 human ok chứ. Tôi nghĩ là vẫn có thể gánh được. Chỉ cần con flame hay là cái con già nó có thể sống sót đến hết game là chúng ta sẽ có 6 quyển sách rồi. À 4 quyển sách rồi.
Burnout là có 8 điểm kinh nghiệm. Dí phát lên 12. 12 thì chỉ cần 4 trận thắng thôi là lên được. 27 này, 28, 29, 30 đủ đủ luôn. Thằng này có cái ấy rồi này, có cái áo à, cái vương miệng rồi này. Nhưng mà tôi nghĩ là nó có thể đi round này luôn không? 8 máu. Ui giời ơi, tiễn luôn cái thằng có gấu 2 đi luôn. Không biết là mấy cái con gấu này nó có bị kiểu khi mà đối thủ mua chúng ta không có không nhỉ? Kiểu kho tướng nó có giới hạn tướng ấy. Mà tôi nghĩ là chắc là không đâu. Con riêng bọn gấu này tôi nghĩ là không. Nó sẽ không giới hạn tướng như là những cái con tướng 5 đô. Kể cả con này có giới hạn tướng thì nó cũng chỉ là tướng 2 đô thôi. Tôi nghĩ là nó sẽ rất nhiều. Nên là các cái đối thủ khác mà nó có cái con này nó cũng sẽ không giảm cái tỷ lệ ra cái con này đâu. Tôi nghĩ là như thế. Bây giờ cứ đánh tiếp là tôi vẫn có thể giữ được cái lượng máu khá là cao đấy. Con gấu tổ này kể cả nó thua thì nó cũng chỉ lọt một con thôi. Bộ này quá đã luôn. Ui xồi. Ngựa 2 à. Ngựa 2 bây giờ cũng chả làm cái gì hết. Xem nào. Liệu rằng con gấu nó gánh cho tôi không. Ui lướt nhiều phết nhưng mà có vẻ như gặp Clyde không ăn thua. Cảm giác không có đam nhỉ. Nhưng mà cũng chỉ để lọt hai con thôi. 6 máu. Chắc là bọn Clyde tôi phải chuyển sang Warlock đấy anh em ạ. Đổi đồ bây giờ chắc đổi đồ tím thôi. Tím hoặc cam. Chứ còn không đổi mấy cái đồ xanh nữa. Chọn đồ cam hay là đồ tím đây. Tôi nghĩ là đồ cam. Thêm một món nữa. Thôi chả cần Blink. Gậy phán xét nhá. Lấy cái gậy phán xét đi. Thực ra hack với cả gậy phán xét thì cái món nào nó cũng được. Nhưng mà thôi, lấy gậy phán xét để đánh với Clyde. Chúng ta vẫn cần có những cái chiêu mà nó có thể xuyên được cái giáp của bọn Clyde anh em ạ. Gậy phán xét đấy nó cũng là một trong những cái món đồ mà counter và Clyde. Ok. Ui dồi ôi, fan đây này. Anh em fan đã đi rồi, gặp tôi đi ạ. Phải. Oan ra ngõ hẻm thật sự luôn. Được chứ, tôi cũng không muốn đẩy kiểu này đâu. Anh em fan sang nhà phát đẩy chết luôn, sợ thật sự. Bây giờ lại câu gấu thôi, chúng ta đã có 4 cái con gấu rồi. Đấy, gấu mết ra rồi thì chúng ta lại kích hoạt được, vẫn là 6 mết. 6 mết kết hợp với hiện tại thì là 6 human, 4 gấu. Tương lai là sẽ là 6 mết kết hợp với cả 4 gấu, 4 metalit. Thừa cái gì thì thêm 5 đô vào đó. Thừa slot thì thêm 5 đô vào. Trận này nói chung là đánh xoay quanh cái con gấu tổ. Tí nữa ra ngộ không mà ra ngộ không thì chúng ta có thể cân nhắc xem là có lên là chuyển đồ sang cho ngộ không không. Mà tôi nghĩ là cái con gấu tổ bây giờ nó cũng uy tín như một con 5 đô luôn ấy. Ngộ không chưa chắc là uy tín bằng đâu. Ngộ không nhiều khi cần đồ tốc đánh này. Rồi cái việc chạy trốn nó rất khó. Con này thì chạy trốn rất là hay luôn. Những cái cú lướt của nó đã là không cho đối thủ focus vào người rồi. Xong rồi lại chưa tính đến cái việc là con này nó là Metalit. Sắp hết máu nó lại lé ra cái chỗ khác. Nó sẽ không bị focus. Ok là gậy bão anh em nhé. Trận này tôi có nói từ đầu ấy là tôi sẽ thử chuyển sang cái bộ 9m xem nó thế nào. Sau đó thì chúng ta về 6m anh em nhé. 9m thì chắc chắn là cái lượng đam này nó vẫn thế thôi. Nó chỉ khác là nó thêm cái khống chế mạnh. Không biết là nó có khống chế mạnh không. Trận này ra tôi hai con Lancer tôi bỏ qua luôn. Không chơi, không thèm chơi. Ngộ không thì lấy đâu.
Chỉ còn Lancer thôi nghỉ. Cố gắng nào mà trận này mà lên được gấu tổ với cả gấu đù lên được 3 sao thì vừa đẹp luôn. Hy vọng là sẽ lên được. Lại gặp Clay này. Rao trước thua lọt hai con, rao này không biết có thua nữa không. Đang có cái bão rồi. Ui dồi ôi, tôi nghĩ là khó anh em ạ. Rao này khó mà chúng ta có thể thua được. Quá khỏe. Con gấu đủ đồ rồi. Bây giờ có 9 mét hay không thôi. 9 mét nhá, xem nào. 9 mét. Light Spirit cũng chơi được nhá. Con này lấy là chắc chắn rồi. 4 Metalit. Chưa đủ 9 mét, vẫn thiếu con. Con rớt. Ok, gấu đù này. Ngộ không, ngộ không thay cho Phong Vũ đây. Ui dồi ôi, thế này thì thôi nhỉ. Chắc là tôi nghĩ là không chơi Phong Vũ nữa, chơi ngộ không luôn. Ngộ không ra hai con rồi, còn một quả trứng nữa đâu. Nhưng mà nếu mà quả trứng thì tôi nghĩ tôi sẽ không đập cho ngộ không đâu. Tôi chắc chắn là tôi sẽ đập cho cái con gấu tổ. Gấu tổ sắp lên 3 sao rồi mà. À, kẹp cá rồi này. À, nó sợ tôi đấy. Kẹp cá còn lấy cả BKB luôn mà. Nhưng mà anh em nhìn này. Ui vãi đái. Xem qua là lướt khỏe hơn. Tôi nó được kẹp mết vào khỏe lắm anh em ạ. Thằng đấy nó làm gì có đam đâu. Tôi thì tôi kẹp với cả 6 mết vào, lượng đam vào rất nhiều. 9 mết rồi này. Mà bây giờ 9 mết thì bỏ con nào ra. Đây rồi. Hơi đen nhỉ. Vừa kêu đen thì nó lại ra. Quá tuyệt vời. Ngộ không lên 2 sao. Nhưng mà cái con ngộ không này là cái con ngộ không mà nó không có đồ. Nó chưa có đồ chứ không phải nó không có đồ. Thôi bây giờ lấy đồ cho ngộ không anh em nhé. Tầm này lấy đồ ngộ không thôi. Rao quái mà cho đồ chọn thì tôi cũng sẽ chọn cho ngộ không. Rồi rèn đồ tôi cũng sẽ rèn cho ngộ không thôi. Chín Warrior, Skelet Lancer 2 sao. Thế chịu. Kẹp cả cá rồi. Chứ không ăn được. Khó. Lủi Metalit mạnh thì ăn được. Mà quả vừa rồi vẻ hơi đen đấy. Không lủi phát nào. Con ngộ không Metalit không lủi phát nào luôn. Đen thật sự. Thực ra nếu mà 4 Metalit chơi với con Lancer này thì vẫn chơi được đấy. Kể cả chúng ta chơi mết, chúng ta vẫn có Metalit để có thể đấm được. Nhưng mà nó phải may mắn cơ. Có vẻ như cái bộ 9 mết này tôi nghĩ là không ăn thua lắm. Nhưng mà thôi được rồi, cứ chơi đi. Bao giờ solo cái thằng Clyde hay solo với cái thằng Second Lancer 2 sao kia thì chúng ta sẽ thay Metalit vào. Tạm thời cứ để 9 mết cái đá để biểu diễn tí đã. Phô diễn sức mạnh của con gấu tổ. Ở trong cái bộ 9 mét nó mạnh cỡ như nào. Mà nó lướt xong rồi đối thủ đóng băng luôn. Đóng băng là đóng băng đến chết. Không có cái cách nào để tỉnh dậy được luôn ấy. Thằng này 4 Metalit này. 4 Metalit kết hợp với cả kết hợp với cả Goblin á. Cái tầm này vẫn còn giữ Goblin á. Lên được level 10 rồi. Ê à, căng phết đấy nhở. Cũng khỏe đấy. Chín mét cũng phải hơi phèn. Hay là thôi nhở, cho 6 mét thôi, xong 4 Metalit kẹp với cả Light Spirit là được 4 đá đấy. Chúng ta có 4 đá luôn, bây giờ chuyển sang 6 đá luôn. Có chơi không? 6 đá trận này không có Dark Spirit thì hơi đuối.
Kể ra mà chuyện này có con Dasbrit thì tôi cũng thay đấy anh em ạ. Mà không có. Thế thì chắc là mà chơi với cả nếu mà chơi với cái thằng Warrior thì sáu đá nó cũng rất là ok luôn nhá. Mấy cái con đánh gần như là nó không nhấc cái tay lên luôn. Cái thằng Clyde thôi chắc là đi à. Clyde gặp Warrior là chắc chắn đi. Máu còn một máu thì dễ làm sao được. Còn cái thằng gấu ở top 2 tôi không đánh giá cao cái bộ Goblin gấu lắm. Đây này, cái cơ hội với con gấu tổ 3 sao này. Thiếu 3 con nữa thôi. Rồi, cái món đồ này không dùng được cái nào. Thôi, random thôi. Có cái chém lan thì cho cũng không được. Nhưng mà thôi, không cần anh em ạ. Chém lan làm gì. Cái xích lại cũng được. Để xem rèn là cái gì không nào. Bây giờ chắc rèn đồ cam thôi nhỉ. Chứ đồ tím này bây giờ lấy được cái gì. Đồ tím thì bây giờ lấy được cái MKB với cả cái thôi chỉ MKB thôi. Tôi nghĩ là cái MKB là cái ngon. Còn những cái món đồ còn lại thì không ngon bằng đồ cam đâu. Đồ cam chúng ta còn chưa có vương miệng. Chưa có bất diệt. Đấy. Búa sét là những cái món đồ rất ngon. Thằng này tôi nghĩ là ăn được thôi. Kể cả là cửa lai. Bây giờ mình kiểu mạnh rồi ấy. Với 20 tờ lít rồi đấy nhá. Không phải 4 con đâu. Ngộ không đang vứt ở ngoài ấy. Ngộ không 2 sao đang để ở ngoài. Búa xét này tôi nghĩ là cho ngộ không. Thôi đổi đồ cam thôi anh em ạ. Đổi đồ cam nhá. Đổi đồ cam đi. Rồi, tạm thời là như này đã. Rèn thử phát ra nào. Búa sét được. Ok, đồ là được đấy nhá. Đồ này đồ chuẩn đấy. Chuẩn phái đấy. Nhưng mà búa sét này tôi sẽ bây giờ lấy đồ là lấy đồ cho ngộ không thôi anh em ạ. Chứ chúng ta sẽ không lấy đồ cho cái con gấu nữa. Cái con gấu thế thôi là đủ full rồi, full đồ rồi. Giờ lấy thêm cho ngộ không. Cũng không rèn những cái đồ của con gấu nữa nha anh em nhá. Thế là đủ mạnh rồi. Quá khỏe anh em ạ. Mà cái con Lancer này trông có vẻ hơi khó chịu đó nha. Đồ thủ rất nhiều luôn. Có hút máu. Càng phết. Mà cái con này gặp sự xấu đá tôi nghĩ là cũng toang thôi. Đánh nhanh thì càng toang thôi chứ có cái gì đâu. Con này chỉ được cái đánh nhanh chứ còn đam bé tí. Chắc tôi sẽ đổi một cái món đồ cam nữa anh em ạ. Ok. Ui dùi quá tuyệt vời. Nhưng mà lấy cái vương miệng trước nhá. Khiên thiên thể để sau đây. Lấy cái vương miệng trước. Cho ngộ không. Đánh nó phun công luôn anh em ạ. Lấy toàn đồ công. Không thèm lấy đồ thủ. Và thằng này nó có cái con Lancer khá là bá đạo ấy. Nhiều đồ. Toàn đồ chấn của con Lancer. Mà tôi vẫn tự tin là cái đội hình này của tôi có thể cân được anh em ạ. Đội hình này nó cực kỳ imba luôn. Ăn nổi không? Khó chịu nhờ. Nó cứ đập chết co của mình là xác định là không ăn được rồi. Co phải sống, co sống thì còn có cơ hội đấm chết nó được. Ngoài kháng phép khỏe quá, bắn nó như muối đốt E-Lock luôn. Đánh tay thì 9 Warrior nó có ngán hay đâu. Bắn trưởng thì lại bị kẹp cá. Mỗi round thua một con là 5 tiền, à 5 máu đấy. 5 máu. 40 máu, 9 round nữa là đi. Hơn 9 round là đi. Như này đi.
không đổi là chắc chắn là thua đấy, thua 9 round nữa là chắc chắn là bay màu luôn. Đánh chờ chết thì là thay bằng cái việc là chờ chết thì chúng ta có thể lúc này chúng ta test đội hình, chúng ta cứ vứt ra vứt vào thôi anh em ạ. Làm nào để có thể chiến thắng được. Đội hình này không được thì chúng ta lại chuyển sang đội hình khác. Sáu đá tôi nghĩ là ăn được, cân được. Làm gì chuyện không cân được. Tỷ lệ đóng đá rất cao. Nhưng mà trông cái con Lancer này nó bá quá anh em ạ. Không ăn thua rồi. Nó có cái bất diệt nữa cơ. Khỏe quá nhưng mà thôi. Sáu đá ở đây chứ mà không thấy đóng đá phát nào nhỉ anh em nhỉ. Điêu thật. Hay là cái bộ này đang lỗi rồi. Chuyển sang Warlock đi. Tôi nghĩ chuyển sang Warlock hợp lý đấy. Đánh với cả cái nhà Lancer kết hợp với 9 War kia thì tôi nghĩ là chuyển sang Warlock là hợp lý hơn. Chơi cái bộ mết này, bây giờ cái tầm này nó cứ kẹp cá vào thì không ăn thua. Round này chắc là sẽ lấy tiếp đồ cho ngộ không thôi. Hy vọng sẽ có một cái món đồ đam tay ngon nghẻ. Đồ tím thì chỉ xin là cái gì? Cái MKB. Rồi xem nào. Ui giời ơi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thôi được rồi. Thế con ngộ không này full đồ đấy. Hai con tướng của tôi đã full đồ. Con ngộ không là đánh tay, đánh đồ vật lý. Còn con cấu tổ là nó sẽ bắn trưởng. Cả hai con song kiếm hợp bích cái trận này. Như này đi. Đúng không? Tôi nghĩ như này ngon hơn đấy. Chứ còn tôi thấy cái bộ 6 đá nó chả thấy đóng đá này luôn. Tí tôi chuyển sang Warlock. Mặc dù trận này không có Dark Spirit. Chứ còn nếu mà có Dark Spirit thì trận này mắc con nhà bà binh luôn. 6 Warlock kẹp với cả Metalith. Cái tầm này chưa cân được nhưng mà nếu mà thua ấy thì cũng chỉ lọt một con 5 máu thôi anh em ạ. Chúng ta còn khoảng 8 round nữa để mà chúng ta form được cái đội hình mà ăn được. Yên tâm. Đang này ăn được này. Có ăn được không? Giống như là ăn được lắm anh em ạ. Trông kìa. Ok. Cắt chuỗi luôn. Được anh em ơi. Được. Kẹp Warlock và phát ăn được luôn. Chả cần phải 6 Warlock. 4 Warlock cũng đã ăn được rồi. Thế thì thôi nhỉ. Tầm này đá gì nữa. Chuyển sang Warlock đi. Đúng là cái bộ này mạnh nhất meta rồi anh em ạ. Rớt này. Rớt tôi nghĩ là thôi chả cần đâu. Có dồn đổi cho nó đâu mà. Cũng chả cần gót ấy. Trận này có cần gót đâu. Đơn giản là con gấu đùa con ngộ không là hai con co thì nó đâu có cần kích hoạt gót làm gì. Ui anh em nhìn này, đấm vãi đái luôn ấy. Thề. Vào phát là bọn ngoài con Lancer ra là gần như là 3 giây là bay màu hết rồi. Đấm đau thật sự. 26 máu. Một round nữa. 43 là kết thúc anh em ạ. Đối thủ không thể nào có thể đỡ rồi. Quá mạnh rồi. 9 Warrior giờ tôi kẹp hút máu rồi tôi có sợ phản nữa đâu. Không sợ phản nữa rồi. Đấy, đối thủ nó phải chuyển sang Glacier kẹp với cả cả cá rồi kìa. 4 cá 6 Warlock à. Kẹp với cả Lancer đúng không? Chính xác. 4 cá 6 Warlock kẹp với Lancer. Đánh được ở level 10. Ok, để xem có ăn được không. Cái bộ Metalith này nó có quan trọng gì đối thủ bao nhiêu màu đâu, giáp to bao nhiêu đâu. Nó cứ đập một phát chết luôn đấy mà. Thánh phồng này, đấy đập phát là bật bất diệt luôn rồi. Thấy chưa, anh em thấy chưa, cái quả đấy là đầy máu nhưng mà nó bị đập phát chết luôn đấy. Thôi xong rồi, GG. Quá là dễ dàng cho một trận đấu khi mà chúng ta ra con gấu tổ anh em ạ. Tôi nghĩ là cái con gấu tổ này nó đang quá mạnh ở trong cái meta này. Quá ngon ở trong tầm giá đấy luôn. Thậm chí là với cái giá thấp thì nó lại càng ngon.
con này giá thấp thì nó sẽ không sợ Doom. Đó, nên là tôi nghĩ là sắp tới là trong rank nó sẽ khá là hắc ám đấy anh em ạ. Hy vọng là nhà phát hành, nhà phát triển sẽ sửa sớm. Chứ còn nếu mà như này thì hơi mất cân bằng đấy. Tất nhiên là cũng không loại trừ việc là nhà phát hành cần phải bán skin anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em sẽ đến với cái lineup mạnh nhất ở trong cái meta hiện tại, 6 unlock kẹp với 4 meta lead anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ 6 đỏ kết hợp với cả 3 mét thì nó có chơi được ở trong cái meta này không anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.